Hello, chào mừng anh chị và các bạn đến với kênh thông tin bất động sản Biển Xanh. Chúc anh chị và các bạn nhiều sức khỏe, bình an và luôn gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Biển Xanh là trang mạng uy tín chuyên bán nhà, bán đất khu vực Đức Hòa, Long An. Được gặp lại quý anh chị trong video này thì Biển Xanh rất là vui. Những anh chị chính chủ có nhu cầu cần bán bất động sản của mình, xin vui lòng gửi thông tin về số Zalo 037 730 4018. Biển Xanh sẽ kết nối đến người cần mua một cách nhanh nhất quý anh chị nhé. Trong video ngày hôm nay, Biển Xanh xin được phép chia sẻ và giới thiệu đến quý anh chị mình một sản phẩm ký gửi mới tọa lạc ngay trong khu đô thị du lịch sinh thái Cát Tường Phú Sinh, nơi có 7 kỳ quan thế giới, nằm ngay mặt tiền đường tỉnh lộ 9 của xã Mỹ Hạnh, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, cách với trung tâm Sài Gòn, chợ Bến Thành, nhà thờ Đức Bà là 35 km. Và vị trí ngày hôm nay thì là một ở cái vị trí vô cùng là khan hiếm sản phẩm quý anh chị nhé. Một lô đất hướng nam nằm gần quỹ đất để xây trường cấp 2, cấp 3. Và đây chính là khu vực block K5, K6. Khu vực này thì cực kỳ là khan hiếm sản phẩm, ít người bán. Và vị trí ngày hôm nay là một lô đất hướng nam mà Biển Xanh muốn chia sẻ đến quý anh chị, quý nhà đầu tư, để chúng ta có thể mua để dành, mua để đầu tư sinh lời hoặc là an cư lập nghiệp quý anh chị nhé. Ngang 4m và dài sâu xuống phía sau là 18m. Tổng diện tích trên sổ là 72m2. Lô đất của chúng ta có vỉa hè rộng 3m, lòng đường nhựa 7m và cận liền kề chính là quỹ đất để xây trường cấp 2, cấp 3. Đường nhựa thông thoáng, nước máy, vỉa hè, cây xanh. Khu vực này cũng đang xây nhà rất là đông. Và với cái diện tích này thì người ta mua xây để bán cũng khá là nhiều quý anh chị nhé. Cách với khu vực quỹ đất xây trường cấp 2, cấp 3, công viên thế giới tuổi thơ là khoảng 80m thôi quý anh chị. Và lô đất của chúng ta hướng nam, tám phương tứ hướng thì hướng nam được rất nhiều cô chú anh chị lựa chọn, bởi vì đây là một trong những hướng cực kỳ là mát quý anh chị nhé. Chạy thẳng về phía trước thì mình sẽ đi lên công viên 7 kỳ quan thế giới. Và lô đất ngày hôm nay thì chị chủ đất đang cần tiền cho nên bán gấp với giá chỉ có 1 tỷ 350 triệu. Giá này là giá chốt, bao toàn bộ thuế phí công chứng sang tên quý anh chị nhé. Không còn thương lượng nhiều nữa đâu, cho nên là quý anh chị mình xem video thấy nó phù hợp nhu cầu tài chính của mình, cũng như là phù hợp với cái khu vực mà mình đang cần tìm kiếm, thì hãy nhấc máy kết bạn Zalo hoặc gọi trực tiếp cho Biển Xanh để sở hữu ngay lô đất ngang 4 dài 18 ở khu vực block K5 K6 này với giá chỉ có 1 tỷ 350 triệu. Giá này là giá chốt và Biển Xanh đã đàm phán với chị chủ đất là sẽ bao toàn bộ thuế phí sang tên cho chúng ta. Và cái hiện tại khu vực Cát Tường Phú Sinh này thì tiền thuế sang tên rất là cao. Với cái vị trí lô đất ngày hôm nay thì tiền thuế sang tên trọn gói cũng hết khoảng gần 20 triệu rồi. Nhưng mà Biển Xanh cũng đã đàm phán với chị chủ đất là bao toàn bộ cho chúng ta. Quý anh chị mình cứ an tâm, không phải phát sinh thêm bất cứ chi phí nào nữa quý anh chị nhé.